Xin chào mọi người đã quay lại kênh của Tuyền nha. Hôm nay Tuyền lại lên một ít đồ lặt vặt linh tinh, dụng cụ ha. Mọi người là những dụng cụ thường dùng ha, những cái đồ lặt vặt, bít đồ, cảo. Đó. Thôi bây giờ hôm nay Tuyền thì có từ số 1 đến số 24 ha. Thì chú anh chị và mọi người á xem video kỹ để mà mình chốt đơn ha. Thì hình thức chốt đơn thì gọi cho Tuyền hoặc là nhắn tin nha. Những khách mà cũ có điện chỉ rồi, chỉ cần nhắn tin là mình có địa chỉ đó. Thì hình thức thanh toán thì ai chuyển khoản thì Tuyền sẽ bao ship ha. Tất cả những sản phẩm trên đây là giá chưa bao gồm ship ha. Rồi ai chuyển khoản thì Tuyền sẽ bao ship. Mà chuyển khoản phải là đơn 200k trở lên chuyển khoản mới bao ship nha. Này chứ mấy cái hàng em đi lên giá 130 không à, chuyển khoản bao ship. Trăm mấy không à, chuyển khoản bao ship lỗ luôn. Rồi bây giờ đây Tuyền sẽ ra review số 1 đi. Số 1. Thì những khách hàng nào mà những ai mà chưa đăng ký kênh đó thì cập nhật đăng ký kênh để mà để cập nhật những cái video mới tiếp theo sớm nhất ha. Để mình mua những cái hàng mình xài ưng ý. Đây là một cái cây kem. Kem màu lót. Mệt quá, dạo này nắng mệt quá. Đó, cái màu lót này màu lót 300 hãng của Mitsubishi thì phải không? Đó. Cây này thép còn khá mới luôn á. Găng nè. Đó. Găng không mòn, không mẻ ha cô chú anh chị cô chú. Đó thì mỗi lớp 300, số 1 ha, 200k. Số 2 là một cặp cảo, thế này đây, 75mmc gì nè. Nhận xuống bình thường ha. Đó. Cây này cũng vậy luôn, một cặp của nó y chang, cây này nó xấu hơn. Đó, một cặp gì nó, ủa đâu rồi, đây một cặp thì 160k ha. Đó. Cái này một cặp này là 1kg luôn á. Số 2 rồi, số 3 là cũng một cặp cảo. Cái này nó sao nó xéo gì nó không biết nữa. Cái này bằng rồi xong. Xong gấp ba cái điện thoại luôn rồi. Cái này bằng nhôm nha mấy anh. Đó, cái này em biết nó vậy nè, hình thức vậy nè. Mà ai mà thích hợp sử dụng thì mình alo nha, chứ em thì không rành. Em chỉ nói thôi. Cái này là 75ml luôn nè. Ra lên xuống bình thường ha. Rồi một cặp số 3, 140k. Số 4 là một cây kìm. Ủa đó chú Sáu nói kìm này kìm gì quên nữa rồi chú Sáu ơi. Số 4 nó giống như cây kìm chết của ơi quên rồi. Cây này dẫn lên dẫn xuống được nè. Ủa chú Sáu nói còn rồi mà không quên nữa rồi chú Sáu ơi. Chú Sáu coi ông đừng cười con nha. Nhớ không mình?
số 4 140k nha. Hôm bữa cũng mấy anh hỏi luôn đó mà không biết anh nào để liên lạc lại nữa, cho nên giờ em đăng đó anh. Các anh khách dặn em thấy thì chỗ còn số 5, một cây búa. Cây búa này một đầu đóng đinh nè, một đầu đây nó bị tà đầu. Cây này dài 3 tấc. Đúng rồi, 3 tấc. Rồi cái cây này là cây gì đây, cây dỗ đinh. Mới đầu tưởng đâu cây cây bấm IV nè. Rồi một cặp này 150, số 5. Số 6. Số 6 là tới mấy cái đồ dụng cụ, mấy cái đồ linh tinh nè. Mấy cái đồ xài trong gia đình nè. Cái kia cái bấm. Cái bấm này. Đó, cái này còn ghim. Một cây kìm bấm móng tay. Một cây dao gọt giấy ha. Cái kem kéo bấm. Rồi 1 2 3 4 cái kéo. Đó, nguyên combo thế này 130k. Combo thế này 130k. Hôm qua có một cái combo nào gớt lại một cái đồ bấm móng mà chưa nghe khách báo, không biết cái combo nào nữa. Nhiều khi để vô quăng quăng lại nó cũng rớt. Nhưng mà cái khách hàng của em á, có nhận hàng mà có thiếu thì cứ nói em, thì nhiều khi cái lần sau em gửi nhớ nhắc nha, em cũng hay quên lắm. Nó nói chung là nó cũng sơ sót thôi, chứ không phải em cố tình gửi thiếu. Trời, cái tay, cái bao tay bên đây nó ghê quá. Cái này là cái khui gụ, cái khui gụ mới cực kỳ luôn, mới nha. Rồi một cái bấm, cái này còn ghim không? Cái này cũng còn đó. Cái nào còn ghim là bấm được. Một cây gọc giấy ha, gọc giấy lớn. Một cái bấm móng tay. 1 2 3 4 cái kéo. Đó, một combo này 130k. Trời, gán như lụm vô cho nó hết điểm thôi, nó sót lại. Hôm qua một đống combo gớt là một cây móng tay ghế cuộn, gói hàng hết rồi mới thấy mà không biết của combo nào. Chắc có lẽ là thiếu một cái combo nào đó, rồi khách hàng cứ nhận đi rồi muốn in gửi sao có gì hết, mà làm ăn uy tín mà. Có lẽ là sơ sót thôi, hơi cố tình đó. Số 8 nha. Để bấm coi nó còn không. Còn luôn ha. Một cây bấm, một cây dao gọt giấy. Mấy cây dao gọt giấy dễ thương mà mới luôn. Cái này giống cái cũng cái khui gụ mà dặn vậy nè. Đó, lên nè, dặn xuống nè. Đó. Một cây bấm móng, một cái kéo cắt ton độ cong ha. Cắt ton này cái đã lắm á. Cây này cây kia kìm gì không biết, cái kìm gì, cái dao không biết, dao gì kìm gì luôn, để dụng gì luôn đó. Nói chung là combo trong gia đình, dụng cụ gì đó nó thích hợp mình sử dụng thì mình chốt thôi. Giá nó rẻ bèo, có 130.000, chưa được 20.000 một món nữa, gần 8 món nữa đó. Rồi số 9 nha. Đó, quá trời rẻ luôn. Nó đi đâu ra chợ mua được mấy cái này mà rẻ vậy ha. Đó, cây bấm móng nè, bấm móng này đẹp quá. Cái này để bấm luôn. À, còn ghim luôn. Đó, 3 cái kéo. Kéo này dài mà không biết nó xài cái gì mà nó dài vậy nè. Nó kéo này nó lạ ghê á. Nó vậy nè. Anh mấy chị cô chú, anh chị cô chú coi kỹ nha. Nó rồi gài lại. Rồi. 4 cái kéo nhỏ. Nói chung
chung mua mấy trăm mấy, hai trăm nghìn ra chợ ăn xíu cũng hết. Mua có bịch đầu này về cái mình xài hoài luôn, xài đủ thứ trong lặt vặt trong gia đình luôn, quá trời rẻ. Hay không, số 9 130 ngàn, số 10 là một cái bộ cần lắc. Chợ hôm nay nó nhiều quá, cái Thảy Linh nhiều bán cho hết luôn à. Cái này là cái hiệu của nó, nhờ nó thế này nè. Mấy anh nhìn, mấy anh mấy chú nhìn kỹ nha, kỹ giùm, nhìn giùm con nha. Con không biết, không rành, chỉ cho mọi người coi. Cái này, cái ống này là 23 nè. Cái bộ, nói chung là mấy cái bộ này đẹp, ngán cái gắn vô được, mà gắn vô mà họ tháo ra không được, cứng quá. Cái bộ này hình như là 1/2 bộ lớn á. Rồi đó, thấy không đó. Rồi cái này là một cái đầu nói đó. Nói chung là cái combo hôm nay là để coi số nhỏ nó số lớn nè, nó đủ số hết trơn á. Nó không phải nó đủ số mà nó đủ loại ốc nữa, nó đủ loại số mà nó đủ ốc nữa. Hai nhiều khi hai số 11 mà nó hai con ốc khác nhau á, tiền cũng để luôn á. Cái cây này nữa nè, cây này cây 19, cái này cũng ngắn được luôn nè. Ngu quá, có lúc gắn ngon lành, có lúc mà đó. Cái này 13 nè, nói chung lửa hết nhiêu đây, hơi bị phê đó, gọi lửa mấy tiếng đồng hồ. 16 con này xấu quá, không thấy được. 14 nè. Ở nói chung nó đủ số, nó tới 24 luôn. Hai cái cây này 24 mà 24 mà loại trời đẹp ghê không, loại dài lên đó. Rồi cái này 20.6 nè, 20.6. ôi chết cha, cái con ốc này. Ủa sao không thấy con ốc này nó bị nứt vậy ta? Đây, cái con này nó bị nứt rồi. Để 20.6 giờ biết thay vô con gì đây. Thôi để vô con này đi, con này tháo cái gì không biết nữa đó. Cái đó bể rồi, từ tuyển thấy giờ mới thấy nè. Để bù đại vô ha. Lâu quá, có cái bộ này lâu quá, mất thời gian hết trơn. Trời, nó nhiều dữ vậy. Đó, nguyên bộ thế này luôn. 400 số 10 460k. Số 11 cũng vậy luôn nha. 11 hai cây cần, không có đầu nói, mà cây cần này. Cây này thì nó xấu nha. Nhưng mà quay tới quay lui vẫn ok. Dạ quá không được rồi. Cứng nhắc rồi. Là mắc mặt chỉ sợ luôn. Số mình làm ngon lành lắm mà ta. Vô duyên thiệt chứ. Rồi không có gạt qua đây rồi làm sao mà ve lại. Đây, được rồi. Mừng quá. Bởi vậy ta nói mỗi lần là đã thử hết rồi, thử lên trước rồi.
mà lên video nó làm sụp dưa vậy hoài luôn á, thiệt chứ. Đó, ok, ngon lành. Cây này, cây này cái chữ gì có chút xíu nhọn tròn đây rồi, ở chữ đâu không thấy nữa. Cái này lỗi do nhà sản xuất quên đóng chữ vô. Rồi cái này, cái bộ này thì hai cây cần ha. À, cái này còn chữ nè, chữ gì mà? Hai cây cần. Cái này cũng giống nhau, hai bộ này cũng giống nhau hết. Ai thích bộ nào thì cái này 24 nè, nó dài, con ốc gì nó dài nè. 22 27 mà ngắn. 23 23. Cái này 19. Cái này loại khác hay gì nè. Đó. Rồi cái này 19. Đó, nó nhiều ốc khác nhau lắm, nó nhiều kiểu, nhiều từ số nhỏ số lớn đủ hết, mà nhiều khi có một số là hai kiểu ốc đó. Nói chung là tiền nhưng nó cũng không đủ số lắm, là cũng có số thiếu hay gì á. Đó. Đó, bộ quá trời bự, quá trời nhiều luôn, quá trời nặng luôn. 460k 11. Rồi số 12 320k. Mấy bữa bán bộ kia bộ 300, mà bữa nay bộ này nó còn nhiều cái con này nhiều hơn á, thì lên thêm có 20k. Nó một cây cần. Cái này là 3/8 nha, cái này nhỏ. Đó, thấy chưa? Du di thì chứ. Tưởng nó quay không được nữa, du di. Chết quá. Cái này 13/16, 21 là cái gì không biết nữa. Đó, hai cái con này nó cao. Rồi tới mấy con nhỏ 21. Mấy con lùng lùng mà để số thì không biết, 17 19. Có mấy con là nó in giữ da băng, còn có con cũng không có in. 16. Con này á, cái con này á, thì nghĩ là người ta chế á, là đóng cái lục dán vô á, rồi để dặn hay sao á, bị xong xịt G7 hoài tháo nó có ra, cho nên là tiền để đại luôn. Còn con này nữa, đây nha, nè, lục dán á, đó, nó gì nè, xịt G7 vô nó có ra, nên để đại luôn. Còn số từ số nhỏ cũng có luôn ha. Trời ơi, tới cái bộ này nó lâu. Cái này nó gần 20 con lận, 2, 4, 6, 8, 9 gồm biến rồi. Mười mấy. 2, 4, 6, 8, 9 17 con. 17 con, 2 cây cần. Ủa, cây cần với cái đầu nói. Đó, cái bộ số 12 320k ha. Ủa, ừ đúng rồi, 12. Rồi tới số 13. 13 là nó một đống thế này. Kéo bíp. Kéo này là cắt hành trong bíp. Cái này hơi cứng, hơi gít ta. Rồi cái dao gọc giấy đẹp long lanh. Có đầu có đít bình thường. Một cây kìm bấm. Cái này cái gì không biết. Cái này cái gì tùy không biết nha. Đây nè, lạ quá. Kéo. Cái này giấy. Cái này nó còn. À
cái này cột ở đây là coi chừng nó gãy trong đây rồi đó. Người ta cột không phải tiền cột nha. Nếu mà nó gãy là tiền dục luôn rồi, lại về còn xài được nên tiền bỏ như vậy á. Và là mình hàng mới dọn về vậy đó, cắt giấy thấy còn bán nên tiền để vậy. Mình xài bình thường, đừng nói tiền tiền cột không có đâu. 14 13 13 13 130k, 14 14 140k hả? Ủa sao dứt nãy nó 150 mà sao giờ có số này 14 ta? Chắc là ghi nhầm rồi. Thôi kệ, ghi sao bán vậy luôn. 2 cái dít này, 2 cái dít đóng. Mà 2 cái nhỏ, 1 cái lớn là dít trừ nè. Mũi mũi dít còn rất là xài ok nha mọi người. Tiền đã lựa rồi. Mấy cây mà méo, sẹo hay là gì là tiền bổ qua một bên. Cây này giống như cái dít thử điện vậy phải. Nhưng mà chắc không dám thử đâu. Một cây lục giác. Cái đây là ba cây cộng nè. Đó. Rồi, bộ này nhiêu? 2 4 5 6 7 cây nè. 7 cây nha. À, số 14 7 cây 140k. Mười lăm 140k luôn. Ủa 150k thì nhầm. Tiền đọc sao tiền đọc mà nè nè nó 15 150k nha mọi người. ba cây cộng nè đó. Mũi dít còn ok ha. Cây này cây đóng. Cái này cây trừ. Cái này có nói đầu nè. Cái cộng. Cái lục giác. Lục giác này 10. Đó, 2 3 4 5 6 7 8 cây 150. 8 cây dứt 150. Số 15. Số 16. Bữa nay video trễ quá, hôm nay nhà có khách video trễ quá, lên video trễ rồi. 16 nè. 4 cây cộng. 2 cây đóng nè. 4 cây đóng luôn. Bốn cây cộng, bốn cây trừ, bốn cây dính đóng luôn. Mười sáu 150. 17 cũng là 150 luôn. Một y cái này một cặp nè, đẹp không? Cây này để đóng một chồng một trừ nè. Cây này cái đầu nó giác, cây này lục giác luôn. Cái này lục giác nhiêu trời? 8 cái dít 8. Cái này 5.5. Đó, cây này chà bá. Cây này bự 2 3 4 5 6 7 8. Bự 7 150. Mười tám. Mười tám luôn. Mười tám là một một đống này. Để coi cái chết cha lộn cái này ra. Dính cái này. Tám là hai cây cưa. Cây cưa này đây. Cái này có thai lử được không? Cưa lạ không? Y như cái súng.
dài 30 á. Cái này ngắn. Cây hai cây ship. Cái này bằng thép. Nó bị đen. Nhưng mà không mẻ răng nào ha. Đó. 4 cây cưa 120.000. Bán rẻ đi nhanh luôn. Cái cán nó nè. Cây này tổng thể chiều dài chắc dài. Này cái lưỡi nó dài 22. 22 tổng thể nó dài 48 luôn. Ha. Đó. Cây này cũng bằng thép luôn. Ship không mẻ lưỡi nào luôn. Rồi. Bán rẻ đi nhanh luôn. 4 cây này 120.000 luôn. Số 18 rồi. Số 19. 19 ngày qua ông anh nào dặn mấy cái dao nè, hôm nay kiếm được mấy con nè. 19 nè, cái số dao gì sủi 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 sơn, dãy sơn nè. Nay mấy cây bự luôn, ba cây bự. Đẹp, đẹp không? Cây này bén nè. Cán gỗ, mấy cây này là hai cây cán gỗ, hai cây cán nhựa. 19 20k. Ồ. 19 140k. Ừ, cái đó 20k đó. Rồi 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 lấy đi. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Có mà mình ên mình. Đó, 19 140k. Rồi 20 tới mấy cái thước là cái số cuối cùng. Này là tiền vô một combo này nè. 3 cây 120k. 3 cây thước nha, thước gốc. Cái biết sao không? Năm nè, cây 30 nè, cây 50 nè. Cây này chắc cũng 50 mà cây này nó không thấy đường. Đó. Số 20, 3 cây. Cây trong là ngắn nha. Cây trong cây màu đen á, cây ngắn. Đó 30 nè, đi qua 15. 3 cây 120.000. Số 20 rồi, số 21. 21 cũng 120.000 luôn, cũng 3 cây thước luôn. Đó. Số cũng còn rõ ha. 30 nè. 15, 50 nè. Đó, cây 50. Rồi 21 120.000, 22. 22 cũng 120.000 luôn, cái cây màu đen ở trong 30 nè. Cây 15 nè, 50 nè. Đó. Đầu này thì 15 nè. 25, 10, 25. Ủa cái này 7 không biết. 120k. 23 cũng 3 cây thước luôn. Đó. Số nó vẫn còn luôn á. Cây này nó in vô mờ nè ha, nhưng mà thấy vẫn ngắn thấy rõ nha. 50, 15 đó. 23, 120. 24. 24 cũng 120 luôn, một cây cây có hai cây nha, cây 24 là hai cây, cũng là cái mã số cuối cùng. Cây ở dưới nha, cây này ở dưới rất là dày nha. Nó dày lắm luôn á mà. Nè, bên đây. Mà nó bị đâu rồi? Đây nè. Cái thân của nó bị chì á, bị hàng chì á, như mối hàng chì nó nhiễu xuống. Đi xé ra cho coi. Ha, đó, cây này nó nhiễu xuống nè. Đó, nó mất chỗ này thôi chứ còn thước vậy nha. Đó, cây này hai cây, mã số cuối cùng là 120k. Bữa nay muốn bệnh ho à. Rồi hôm nay là 24 là mã số cuối cùng của video hôm nay rồi nha. Rồi cảm ơn những cô chú anh chị và mọi người đã ủng hộ tiền trong suốt thời gian qua. Coi video thì cho Tuyền xin một cái like ha, và ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ha.
Rồi chúc mọi người có một ngày làm việc thật là vui vẻ ha. Bye bye.